Tính đến ngày 21 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng quy định giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị số 16 được 13 ngày. Trong khoảng thời gian này, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh, chính quyền các quận, huyện đã tiến hành xử phạt hơn 10.382 trường hợp về vi phạm quy định giãn cách xã hội với tổng số tiền là 24,5 tỷ đồng. Vào chiều ngày 21 tháng 7 vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo định kỳ cung cấp các thông tin về tình hình dịch COVID-19. Tại đây thì đại diện phòng tham mưu công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện tại thành phố đang duy trì 12 chốt kiểm soát dịch tại các khu vực cửa ngõ, 315 chốt kiểm soát tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Ngoài ra thì còn có 600 tổ tuần tra kiểm soát cơ động trên đường. Theo thống kê của Công an thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày thực hiện theo chỉ thị số 16, lực lượng tại các chốt, trạm trên địa bàn đã tổ chức kiểm tra 1,3 triệu lượt phương tiện và 1,5 triệu người. Qua đó thì đã có phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm với những lỗi phổ thông và phổ biến như ra đường không có lý do chính đáng, không đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Cảnh sát đã xử phạt 4.500 trường hợp vi phạm với số tiền 10 tỷ đồng. Ngay sau khi thông tin trên được đăng tải, đã có rất nhiều những ý kiến từ phía dư luận đưa ra. Theo đó thì hầu hết mọi người đều cho rằng con số vi phạm là quá lớn, thể hiện sự lơ là phòng dịch của từng cá nhân. Điều này có thể là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, đồng thời cũng gây ra khó khăn cho các lực lượng cơ quan chức năng.